hả? Cái chuyện gì vậy? Chị ơi, dễ nó lên cơn đó chị. Nãy giờ cứ nói em có người này người kia hoài à. Ổng á chị, từ hồi em sinh con cho ổng xong á, ông chê em xấu, chê em đen rồi đi khen người khác trước mặt em. Chị có ổng hay không? Anh hay lắm. Còn em á, tôi cũng chuyện gì. Đây, chỉ có cái này. Đây là tắm trắng cao cấp 30 giây, nguyên liệu nhập khẩu 100%. Ba công dụng nhà vừa tẩy da chết, vừa làm trắng, vừa làm mịn. Em xài lần đầu thôi á, là da em đã trắng, mịn, còn bật tông luôn. Mùi nó còn thơm nữa đó. Em dùng đi, tặng cho em. Cảm ơn chị nha. Còn anh đó, vợ mới sinh nở xong, rất là nhạy cảm. Anh lo mà chăm sóc cho đàng hoàng đi. Đừng để một ngày chuyện gì xảy ra thì có núi tiếc cũng muộn rồi, nghe chưa? Dạ, em biết rồi chị. Anh xin lỗi vợ nha. Thì sau đó anh sẽ quan tâm nhiều hơn. Anh sao đi chú chẳng nhiều đàn anh chẳng.